trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cầu vồng, hàng cầu dưới nắng trong lá trầu cầu. Chỉ tôi trông dễ thương ban rau chờ cầu đồng hối à, chỉ chưa muốn lấy chồng. Xa cách xa tôi chưa về làng quê hồng, nhìn hàng cau xa xưa lá trầu khô, mộ chỉ tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi lối à, mộ người chưa có sớm ngày mai em của con phải lên tận Sài Gòn để học. Xin má hãy phù hộ cho em con được khỏe, ăn học sớm thành tài nghe má. Chị Hai à, Tâm à, em tới đây thắp cho má một cây nhang, muốn gì thì cứ gian giái, má cưng em nhất đó. Tâm mà, đồ đạc của em á, chị đã sắp xếp xong hết rồi. Chút nữa em coi lại, nếu còn thiếu cái gì á thì em cho chị biết nghe. Chị cứ để tự em làm được mà. Chị đã hứa với vong hồn của má là sẽ lo lắng cho em thật đàng hoàng. Chẳng lẽ chị cứ ở vậy suốt đời để lo lắng cho em? Chắc chắn là như vậy, chứ còn chẳng lẽ gì nữa. Chị Hai à, hay là chị vẫn còn chờ đợi? Tâm, em nói gì mà chị không hiểu? Chờ ai, đợi ai chứ? Thôi, chị đừng có giấu em nữa. Em nghe mấy chị ở xóm trên nói hết rồi. Nói cái gì mà có vẻ bí mật quá vậy? Ngày trước lúc chị còn bán trái cây ở Bắc Mỹ Thuận, chị có quen với một người ở tận Sài Gòn phải không? Phải. Người ta đòi tiến tới, sao chị từ chối? Tâm mà, làm sao chị có thể nhận lời được, trong khi gia đình mình vô cùng khó khăn, má thì lúc nào cũng đau ốm, còn em thì chỉ mới có 11 10. Mọi chuyện trong nhà biết kỹ nhờ ai, đành phải chuối tờ những lời cầu hôn, không còn cách nào chọn lựa khác hơn. Càng hiểu chị em càng thương chị, chị đã hy sinh tuổi xuân mình để bồi đắp cho gia đình. Bốn phận chỉ phải như thế thôi. Ôi, cô
không rồi. Những chuyện xưa đã thành kỷ niệm, hãy để nó ngủ vùi trong lãng quên. Chị nói cũng phải, đã gần 10 năm rồi, một khoảng thời gian cũng quá đầy đủ để tất cả chìm vào trong quên lãng. Bởi vậy chị cũng đã quyết định rồi, trong những ngày sắp tới chị sẽ ở vậy để hương khói cho má và lo lắng cho em ăn học thành tài. Đâu có được, nếu mà mối này không xong á, em sẽ tìm cho chị mối khác. Thôi, chị cũng đã đứng tuổi rồi. Nhưng mà chị vẫn còn đẹp mà. Đẹp gì nữa, già rồi. Trời ơi, già đâu mà già. Nếu già sao có người để ý, sao có người trộm nhớ thầm thương. Ý, ai khùng vậy? À, anh Tâm Lũy chứ còn ai nữa. Biết rồi còn mày đặt hỏi nữa. Đừng có nói bậy nghe. Em nói thiệt á, mỗi lần ảnh gặp em là ảnh đều nhắc về chị đó. Thôi đi, hàng xóm láng giềng hỏi thăm nhau là chuyện bình thường mà. Nếu bình thường vậy thì có gì đáng nói. Có một lần á hả, ảnh nói thiệt với em, từng tuổi này á mà ảnh còn ở như vậy là để chờ chị đó. Dạ, chào cô Hai. Chào cậu Tâm. Anh Tám, thân với nhau đến như thế mà còn xưng hô như vậy. Anh cứ gọi chị hai em á là bằng tên hoặc là bằng em cho dễ nghe hơn không? Cậu Tâm à, tôi... Còn em, anh cứ gọi là thằng Tâm như cái thở nào, chứ cậu hoài nghe làm sao xa lạ quá. Cô Hai với cậu Tâm cho phép á thì tôi mới dám gọi như vậy. Anh Tám cứ gọi em vậy đi, có chết á em chịu cho. Dạ. Dạ. Đó, gọi em vậy đi, đâu có gì đâu sợ. À, có ít trái cây đầu mùa tôi mang sang đây để dạ cúng bác gái. Anh Tám à, anh hết cho cái này đến cái khác, tôi thấy ngại quá. Coi kìa, có xa lạ gì đâu mà dạ ngại. Anh Tám nói đúng rồi đó, có xa lạ gì đâu mà chỉ hay ngại. Biết đâu mai mốt này anh Tám cũng là người nhà của chị em ta. Được như thế thì vui biết mấy. Có thêm một người gia đình sẽ bớt quạnh què. Phải không chị Hai? Tám mà. Em nói đúng không? Mà chị mắc cỡ. Còn anh Tám nè, sao cứ đứng lặng im mãi? Thằng Tâm nó nói phải rồi đó. Sáng sớm ngày mai em đi Sài Gòn rồi. Anh Tám nè, có chuyện thế này nhờ anh Tám giúp cho. Anh hãy thường xuyên lui tới nơi này, dòm ngó trong ngoài, nhất là chị Hai của em. Được không? Được rồi, anh sẽ thường xuyên lui tới nơi này để phụ giúp với dạ một tay. Anh hứa như vậy em mới yên tâm đó. Thôi Tâm nè. Hả? Em vào trong sửa soạn đồ đạc, ở đây nói chuyện với chị Hai em đi. Đi đi Tâm. Ở đây đi, cứ tự nhiên mà. Đi nha. Dạ. Thằng Tâm nó có nói gì với dạ chưa? Có, nó có nói rồi. Vậy thì dạ tính sao? Ngay lúc này tôi còn đang để tang cho má của tôi, cho nên tôi chưa tính gì hết á. Sau này mãn tang bác gái rồi, dạ có bằng lòng cho tôi bước tới không? Tới mấy năm lận, chứ đâu có phải một ngày một bữa mà tôi dám hứa chứ. Dạ cứ hứa đi, 5 năm, 10 năm tôi cũng chờ được mà.
anh Tám à. Hay là mình đợi tới lúc đó mình mới nói chuyện với nhau, có lẽ là tiện hơn ha. Nói thiệt đó, đối với tôi thì chuyện chờ, chuyện đợi coi như đã quen rồi. Vì suốt bao nhiêu năm qua, lúc nào tôi cũng chờ, cũng đợi. Tôi chờ, tôi đợi giả gật đầu ưng thuận. Hãy hứa với tôi dù chỉ một lời, để tôi vững và yên lòng, không còn phải lo lắng điều gì. Mỗi lần nghĩ đến chuyện mai sau, ai biết được mai sau mọi chuyện sẽ ra sao. Anh đừng đợi, đừng chờ, tôi sợ chỉ uổng công. Dạ, tôi tự với tôi, nếu trọn cuộc đời này không cùng gia cận kề, tôi sẽ ở vậy luôn. Anh đừng làm như thế, tôi đây có xứng đáng gì anh phải sinh đời mình. Lòng tôi rơi rứt thêm thôi. Dạ, dạ có biết đâu, tôi để ý thương dạ từ lúc dạ mới có 19 đôi mươi, đến nay thì đã gần 20 năm rồi. Tình cảm đó càng ngày càng sâu nặng, thì thử hỏi làm sao mà tôi có thể... Anh Tám, tôi nói thiệt đó, nếu không cưới được dạ thì tôi sẽ ở vậy suốt đời luôn. Anh Tám, cầu xây sông đã lâu không thấy người về đưa dâu, để chỉ tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa. Hàng cây ngóng trái câu bao la châu buồn rơi ối à, chỉ tôi chưa lên trời. Cho tôi hỏi thăm. Ờ anh à... Dạ đúng là em rồi. Anh Bình, em ở đây mà gần 10 năm qua anh lặn lội khắp nơi để tìm kiếm, rồi hôm nay sao anh biết được em ở nơi này mà anh tìm tới? Cũng may là anh gặp được người quen của em, hiện đang có chồng ở Sài Gòn. Cô ấy đã nói lại cho anh nghe hoàn cảnh của em lúc trước và chỉ đường cho anh tìm tới nơi này. Gần 10 năm rồi, mọi thứ có lẽ đã thay đổi nhiều lắm phải không anh? Anh cứ tưởng là tất cả rồi sẽ nguội lạnh theo ngày tháng, nhưng không hiểu sao khi biết được ngày xưa em cố tình lẩn tránh anh là vì em còn mẹ già với em thơ.
Lòng của anh vô cùng xúc động. Anh muốn tìm gặp em để... Để làm gì? Để làm gì anh cũng không biết. Nhưng anh phải gặp được em, dù chỉ một lần. Hiện giờ anh ra sao? Anh thì... Thì cũng vậy thôi. Còn em, em thế nào rồi? Má em đã mất. Thằng em trai thì cũng đã lớn khôn rồi. Nó đang học ở Sài Gòn được mấy tháng rồi. Em ở đây với ai? Một mình. Ngày ngày em lo chuyện đồng án, chiều về chăm sóc mảnh vườn sau hè. Cố mà làm lụng để có tiền gửi lên Sài Gòn cho em của em ăn học. Như vậy là em vẫn chưa có chồng sao? Nếu có chồng thì em đã có chồng từ cái lúc em mới vừa quen biết anh. Tội nghiệp cho em quá. Có lẽ phần số của em phải như vậy thôi anh à. Dạ. Anh nói thật, nếu như em cho phép thì anh sẽ bù đắp lại. Tuổi xuân thì em đã hy sinh, đời em vô cùng bất hạnh. Anh không muốn tiếp tục thế kia. Anh thề sẽ cùng em chia sẻ vui buồn, từ hôm nay và mãi tới sau này. Chuyện chúng mình đã thành kỷ niệm, gần 10 năm rồi tất cả nhà phai. Em linh cảm rằng tình xưa nối lại, chỉ thêm đau buồn, chỉ thêm khổ đau. Gần 10 năm rồi, anh cũng tưởng chừng như tất cả rồi sẽ phai nhạt. Nhưng không hiểu sao, từ khi biết được sự hy sinh cao cả mà suốt bao nhiêu năm qua em đã âm thầm chịu đựng, lòng của anh vô cùng xúc động. Những hình ảnh xưa bỗng nhiên chầm chầm quay về. Đứng cạnh bên em mà anh tưởng chừng như cái ngày nào. Nón lá che nghiêng áo bà ba tím, đôi má ửng hồng soi bóng dòng sông. Từ lúc đó anh cũng thường về Vĩnh Long, nhưng tới Mỹ Thuận chân không bước nữa. Ai khiến xui chi chỉ gặp gỡ một lần, quen biết rồi thương, yêu nhau rồi xa cách. Quyết định lẩn tránh anh, lòng em đau như cắt, nhưng em không còn cách nào chọn lựa khác hơn. Anh rất hiểu lòng. Rồi đếm từng đêm em cứ lặng lẽ, buông mắt nhìn về nơi kỷ niệm xưa. Không biết sao bờ môi lại mặn đắng, đã cắn chặt răng mà sao lệ vẫn tuôn trào. Cố nén đau thương để làm tròn đoạn thác, để tất cả chìm trong làng quên. Nhưng càng cố quên thì lòng càng thấy nhớ. Chuyện ban đầu cứ ẩn hiện trong tâm ta, rồi hôm nay lại bất chợt đến. Em không biết mình phải tính làm sao. Dạ, thì em cứ... À, mà thôi, không lẽ em cứ để anh đứng ở đây hoài hả?
Anh đi đường xa chắc là mệt lắm phải không? À, mệt mà đói nữa. Anh vô nhà trước đi, em ra vườn sau, em hái ít cọng rau, để em vô nấu cơm cho anh ăn. Anh ra vườn hái rau với em luôn. Xa nhau gần 10 năm rồi, bây giờ anh muốn ở cạnh bên em à. Cũng được, mình đi anh. Không hề có chuyện như đang lo lắng điều gì à. Anh giấu ai được, nhưng đối với em á thì còn lâu anh mới giấu được á. Từ cái ngày mà anh có chuyện đi về miền Tây tới nay á, em cảm thấy là anh ăn không ngon nè, rồi ngủ không yên nữa, lúc nào cũng thở dài nghe nó não ruột làm sao đâu á. Ờ, thì tại vì anh... Anh thế nào? Hay là anh đã phải là một cô gái nào ở dưới miền Tây rồi phải không? Đừng có nghi ngờ bậy bạ nghe chưa. Làm gì có chuyện này. Không có thì tốt, nhưng nếu có thì... Thì sao mà giờ mặt em dễ sợ quá vậy? Thì em không để yên đâu. Chồng của em á chỉ được quyền yêu thương một mình em thôi. Tình thương đó không thể nào chia năm xẻ bảy được. Chia hai là khổ muốn chết rồi. Nói chi tới chuyện chia năm xẻ bảy chứ. Biết được vậy thì tốt mà. Nhưng mà kể từ hôm nay em cũng phải để mắt dòm chừng anh. Đàn ông mấy người ghê gớm lắm, vắng vợ chút xíu thôi cái là sao? Là ông chuyện này á thì cũng chuyện nó xảy ra liền. Chẳng cần biết hậu quả ra sao. Vui á thì cứ vui. Thì anh thề để cho em tên. Anh mà lằng nhằng thì cho ông trời. Anh à, làm gì mà anh quýnh lên như vậy? Hay là quốc tịch rồi anh rụt rịch phải không? Nữa rồi đà. Khỏi thề nữa, tin rồi. Vậy phải được không? Tin thì tin,
Nhưng mà kể từ hôm nay Kể từ hôm nay thì sao? Anh đi đâu thì em đi theo đó, như vậy mới chắc ăn à. Chẳng lẽ anh... Không, chẳng không lẽ gì nữa đó. Em đã quyết định như vậy rồi. Nếu như em đã quyết định như vậy rồi á thì... Thì sao hả? Anh không bằng lòng hả? Đâu có, anh bằng lòng mà. Bây giờ anh vô phòng uống mấy viên thuốc bổ rồi ngủ một giấc ha. Chiều đi với em vô chợ lớn kiếm cái gì ăn ha. Mình ăn ở nhà cũng được rồi. Em bài vẽ làm chi cho tốn kém không biết nữa. Tốn kém bao nhiêu em cũng chịu, miễn là anh mạnh khỏe là được rồi hả? Thì anh có bệnh hoạn gì đâu nè. Thôi, anh nhìn kỹ lại anh đi. Xanh xao nè, hốc hác nè, người ta lóng thốt tim luôn á mà còn nói em vậy nữa. Thôi, cho anh xin lỗi. Từ nay em muốn gì á, anh cũng nghe theo. Cũng may cho mình, có được tấm chồng hiền lành như vậy cũng đỡ phải lo. Dì ba. Bữa nay con không đi học à? Thầy giáo bận, con được nghỉ 2 tiết sau. Có chuyện gì vui mà cười te tét vậy hả? Hôm nay sao? Con sao? Con đưa bạn trai con tới để ra mắt dì Dượng. Nè, con đang tuổi ăn học đó nghe con. Làm gì đừng để ảnh hưởng tới chuyện học hành nghe chưa. Trời ơi dì yên tâm đi, con với anh ấy đã hứa với nhau rồi. Muốn gì á thì cũng phải đợi ra trường rồi tính. Hai đứa biết vậy á thì tốt. Xuân à. Dạ. Nhưng mà bạn trai của con là người như thế nào, gia đình ra sao? Gia đình bạn trai con ở gần Bắc Mỹ Thuận á, nghèo lắm. Ôi, nghèo giàu thì có quan trọng gì. Cái chính là bạn trai của con và những người trong gia đình sống thế nào. Nói chung là có đàng hoàng không? Anh ấy mồ côi cha lẫn mẹ, đang sống với một người chị. Tội nghiệp chị anh ấy lắm. Cũng đã đứng tuổi rồi nhưng mà vẫn quyết ở vậy để nuôi em ăn học đó. Thời buổi này hiếm thấy có một người chị nào được như vậy đó. Còn anh ấy, để đáp lại tình thương của chị mình, anh ấy chăm chỉ học hành lắm. Theo lời của con nói á thì dì cũng yên lòng rồi. Nhưng mà thôi, cũng đầy đủ lắm rồi. Con nói thiệt nha, dì cũng còn trẻ mà con thấy dì khó quá. Xuân à. Dạ. Không phải dì khó mà ngoại con mới khó đó. Con cũng thừa biết ba mẹ của con đã mất sớm, bao nhiêu tình thương ngoại và dì đều dồn hết cho con. Nếu như con gặp phải chuyện gì thì chắc chắn ngoại con sẽ bay về đây mà cạo đầu dì liền á. Dì nói sao? Con thấy ngoại cũng dễ mà. Con thấy vậy chứ không phải vậy đâu nghe con. Con nói là con đưa bạn của con tới để ra mắt dì Dượng phải không? Dạ. Sao từ nãy giờ dì có thấy bạn trai của con đâu phải không? Ảnh đang đứng ngoài kia kìa. Con nhỏ này thiệt nha, nhà mà không mời vô ha. Để con mời vô ha. Tâm ơi, vô đây. Tâm. Dạ. Dì của em đó. Dạ, con chào dì. Chào cậu. Tôi có nghe con Xuân nói về cậu và gia đình cậu rồi. Được như vậy thì tốt lắm. Nhưng nhớ, trước tiên là hai đứa phải ăn học cho đàng hoàng nghe không? Những chuyện khác tính sau. Dạ. Thôi, hai đứa cứ ở đây nói chuyện đi. Dì vô trong coi Dượng sao. Đi về miền Tây có mấy bữa mà mệt mỏi quá. Anh Tâm, làm gì mà run dữ vậy? Hồi nãy nghe em và dì em nói chuyện, anh nổi da gà hết trơn luôn vậy đó. Nói vậy anh nghe hết rồi hả? Không sót một lời nào. Rồi anh thấy sao? Cũng rất may là gia đình anh không giống như gia đình của người đàn ông quen với dì của em. Nếu mà giống như vậy hả, anh cũng không biết tính làm sao nữa. Thì chia tay chứ biết tính làm sao nữa. Nói thì nghe dễ lắm, tới lúc gặp hoàn cảnh như thế, không biết có chia tay nổi không. Nè, anh đừng có coi thường em à. Không phải sao? Mới chiều hôm qua,
chờ người ta có một chút xíu à, mà rưng rưng nước mắt rồi. Gần nửa tiếng đồng hồ chứ chút xíu gì. À, sẵn đây tôi mới nói cho mấy người biết ha. Từ hồi nào tới giờ tôi chưa biết chờ đợi ai đâu rồi nghe. Nói vậy anh là người đầu tiên để cho em chờ đợi phải không? Còn lâu, anh đừng có vội mừng. Ai chờ ai đợi anh hồi nào? Thì chiều hôm qua đó. Chiều hôm qua không vội về là tại vì... Vì sao? Đúng rồi. Tại vì trời bất chợt đổ một cơn mưa. Em sợ ướt áo, đứng đó chờ cho tạnh hẳn. Chiều hôm qua nắng muốn cháy da. Anh tới nơi hả? Mồ hôi anh đầm đìa nè. Trọn đời này anh phải chịu thua. Phải chịu thua thôi, còn chịu thua dài dài. Đừng than khách gì chỉ uổng công. Chịu thua người yêu thì không xấu hổ gì, nhưng đừng thấy vậy mà ăn hiếp người ta. Trời ơi, anh làm như là anh hiền lắm vậy. Hiền hay dữ gì anh cũng chịu thua em hết, tại vì anh thương em mà. Phải vậy thôi, để giữ gìn người yêu, biết không? Biết rồi. Như vậy phải dễ thương không? Của dạ lúa chín lắm rồi đó, sao dạ không cắt đi cho xong? Mấy bữa nay á, con bé Mai nó cứ nóng đi nóng lại hoài hà. Tôi lo quá, bụng dạ ở đâu mà nghĩ tới chuyện khác. Nếu vậy thì được rồi, để tôi làm giùm dạ. Anh Tám mà cứ nhờ cậy anh hoài à, tôi thấy ngại quá. Có gì đâu mà ngại. Nếu như mình không có duyên số với nhau thì mình cứ coi nhau như là làng xóm láng giềng vậy. Thấy dạ đơn chiếc, mẹ quá con côi, ai mà bỏ cho được. Anh Tám, phải chi mà thôi. Từ hôm nay có chuyện gì dạ cứ mở lời trước,
Tôi hứa sẽ không từ chối đâu. Từ ngày con bé Mai nó bị bệnh tới nay, bao nhiêu công chuyện tôi còn bỏ dở dang. Tôi trông thằng Tâm từng giờ từng phút. Nó có về thì cũng đỡ một tay một chân. Nhưng mà không hiểu sao, lâu lắm rồi mà không thấy nó về. Cách đây mấy tháng cậu Tâm có về? Tôi nhớ là không lúc nào tôi bỏ nhà đi đâu hết á. Nếu mà nó có về thì làm sao mà tôi không gặp nó chứ? Tôi gặp cậu ấy ở đầu làng á. Rồi nó có nói gì với anh không? Có. Cậu ấy hỏi dạ thế nào. Anh trả lời sao? Thì dạ. Dạ. Anh trả lời sao? Anh nói đi. Anh đừng có ngập ngừng nữa. Tôi nóng ruột quá rồi. Thì dạ. Thì dạ thế nào? Tôi nói như vậy. Dạ, thiệt tình mà nói, lúc nào tôi cũng muốn được chia đắng sẻ cay cùng với dạ. Nhưng giữa hai ta giờ đây đã có một khoảng cách. Gần gũi bên nhau thiên hạ chê duyên chứ. Không đâu, chắc tại tôi ít lời ít lẽ cho nên phải đành chịu thua thiệt người ta. Để giờ đây một mình thui thùi, có nhớ cũng không xong, còn thương thì đã muộn rồi. Chuyện trong chuyện ngoài chỉ có một mình ơn à. Tôi ước ao được cùng ai gánh vác, dù cực khổ thế nào tôi cũng rất vui. Anh Tám à, tôi không trách anh điều gì cả. Nhưng nhìn dạ thế này tôi... Anh đừng có sai rước làm gì. Nhưng thà rằng... Ý chết. Con bé Mai nó thức, tôi phải vô trong coi nó. Dạ ơi, nếu như không có đứa bé đó thì gia đình tôi đã bằng lòng cho tôi cưới dạ rồi. Mới đó mà mấy
mấy năm đại học đã xong rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Quen biết với anh bao nhiêu năm nay á, vậy mà chưa một lần nào anh đưa em về để mà biết gia đình á. Ờ thì em cũng thấy rồi đó, chính anh cũng không có thời gian để về dưới quê. Lớp học nè, lớp làm, bù đầu bù cổ, có rảnh rang đâu mà về. Bây giờ thì hai đứa đã ra trường rồi, anh định chừng nào sẽ đưa em về để ra mắt chị của anh? Ờ, để từ từ đi Tích ha. Từ từ là bao giờ? Thì tới lúc này thì anh thể nào lẩn tránh được nữa đâu á. Dì Dượng của em lên tiếng rồi đó. Dì Dượng em lên tiếng sao? Dì Dượng em nói hai đứa đã ra trường rồi đây á, dì Dượng sẽ lo cho hai đứa yên nơi yên chỗ, coi như là công danh sự nghiệp đã tạm ổn, tính tới chuyện hôn nhân cũng vừa rồi. Ơi, tưởng chuyện gì, mình yêu nhau như thế thì phải tính đến chuyện hôn nhân thôi. Nhưng trước tiên á, là anh phải đưa em và dì Dượng của em tới nhà của anh. Dì Dượng của em kêu như vậy à? Sao mà gấp dữ vậy? Anh định chờ thêm một thời gian vì còn phải lo nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất là chuyện tiền bạc. Anh muốn đám cưới chúng ta phải đàng hoàng. Chắc phải như vậy quá à. Dì Dượng em lo cho anh thì cũng như lo cho em, có gì đâu mà anh tự ái. Nhưng mà... Thôi, anh dẹp bỏ cái tự ái đó đi. Tánh của dì Dượng em không có thích như vậy đâu. Ờ, nhưng em và dì Dượng em định bao giờ tới nhà anh? Một ngày gần đây thôi, càng sớm càng tốt. Nếu vậy chiều nay anh phải về dưới liền. Có chuyện gì vậy anh? Ờ, thì phải sửa soạn nhà cửa để chuẩn bị đón tiếp. Mấy bữa anh trở lên? Ít hôm thôi. Nhớ là ít hôm thôi đó nghe, đừng có để người ta chờ lâu à. Ừ. Nhớ. Chị Hai à, sao chị cứ lặng im hoài vậy? Chị trả lời em đi, được hay là không? Tâm, Tâm ơi, làm sao chị có thể xa lìa đấng ruột mà mình đã từng mang nặng đẻ đau? Nghĩa là chị không bằng lòng như vậy à? Tâm, em thương chị. Em thương chị rồi ai thương em đây? Nếu như bên nhà xương biết được chị như thế thì người ta hủy bỏ cuộc hôn nhân liền. Người ta mà hủy bỏ cuộc hôn nhân thì coi như em sẽ mất hết tất cả, tình yêu lẫn sự nghiệp chị Hai à. Tâm ơi, Hay là chị sẽ bồng con bé Mai đi thật xa và sẽ không bao giờ quay lại nơi này để làm vướng bận em nữa đâu. Trời ơi chị Hai ơi, là chị Hai, ý của em muốn chị phải yên nơi yên chỗ. Nếu như em với anh Tâm Lũy không nói chuyện với nhau thì chị thế nào em cũng chẳng cần biết. Đằng này em với anh Tám đã nói gì với nhau? Anh Tám cho em biết, nếu chị bằng lòng cho con bé Mai, anh sẽ bước tới cùng chị nên vợ nên chồng và sẵn sàng bỏ hết những chuyện đã qua. Đời của chị giờ đây, ngoài con bé Mai ra thì chị không còn tha thiết với điều gì cả. Chị Hai à, hay là chị vẫn còn hy vọng một ngày nào đó cha của con bé Mai sẽ trở lại đây cứu vớt cuộc đời của chị phải không? Tâm, chị... Thôi đi, dẹp bỏ cái hy vọng hão huyền đó đi. Đã 5 năm rồi, một khoảng thời gian không ngắn ngủi, cũng quá đầy đủ để chị hiểu được tấm lòng của người đàn ông đó ra sao. Chị nên dứt khoát cho xong
dương vấn làm chi chỉ khổ cái thân mình. Lòng chị vẫn còn tin người ấy không thế đâu. Chị có linh cảm rằng sự một ngày nào đó người ấy sẽ trở về đây tìm chị với bé Mai. Vì cái linh cảm này mà chị vẫn chờ đợi. Nhưng chờ đợi bao lâu chị nói rõ ra đi. 10 năm, 20 năm hay là suốt đời luôn? Chị biết nói thế nào cho em hiểu được đây. Tôi thì chỉ làm thì cam chịu. Em đừng tự dằn vặt. Nhưng chẳng may cho tôi, đã là em của chị, phải chịu chung số phận. Tâm, chị. Chị Hai à, em biết. Em nói với chị như thế là không phải. Nhưng chị xét cho kỹ đi. Chị làm, chị chịu đã đành rồi. Còn em nè, em có làm cái gì đâu mà chị bắt em phải chịu như vậy. Tâm ơi, chị nào muốn như vậy đâu. Tại vì... Vì sao? Bây giờ có nói ra thì có giải quyết được gì? Nhưng chị... Không, không còn thời gian để chị thanh minh cho mình nữa đâu. Bây giờ trong hai con đường, chị phải chọn một. Một là chị cho con bé Mai rồi về ở với anh Tám Lũy. Còn hai, chị cứ ôm con bé Mai vào lòng đi, để chờ cha nó trở lại. Tâm ơi, chị sẽ... Nhưng em phải nói cho chị biết trước điều này. Nếu chị chọn con đường thứ hai thì em sẽ hủy bỏ hết sự nghiệp suốt bao nhiêu năm qua em đã cố công gầy dựng. Em sẽ tự phá hỏng cuộc đời của mình để chị vừa lòng chị Hai à. Tâm, chị lại em. Em đừng làm như vậy. Nếu như em làm như vậy thì chị sẽ có tội với má nhiều lắm Tâm ơi. Nếu chị muốn không có tội với má thì chị nghe theo lời em đi chị Hai. Chị Hai à, chị cho con bé Mai về về sống với anh Tám Lũy nghe chị Hai. Tâm ơi, chị. Chị bằng lòng phải không chị Hai? Chị. Anh Tâm ơi, anh Tâm. Trời ơi, Xuân. Tại sao Xuân lại tới đây trong lúc này? Anh Tâm. Xuân à, sao em biết ở dưới này mà em tìm tới vậy? Em lục hết trong cái tủ sách của anh. Cũng may là tìm được cái địa chỉ. Địa chỉ gì đâu mà không có ghi tên đường gì hết. Cũng chẳng có số nhà nữa. Ở quê làm gì có tên đường hay số nhà. Em hả, phải hỏi thăm biết bao nhiêu người mới kiếm được nhà anh á. Anh đã nói với em rồi, anh về đây ít bữa là anh sẽ trở lên liền. Em xuống đây làm chi? Cái anh này, có chuyện người ta mới xuống tận dưới này chứ bộ. Mệt muốn đứt hơi luôn vậy, còn dám nói như vậy nữa hả? Thôi, cho anh xin lỗi. Chẳng qua là anh sợ em vất vả. Nè, có chuyện gì nói thử cho anh nghe coi. Có muốn nghe thiệt không? Thiệt mà. Em nói cho anh biết nè, có một ngôi trường rất là có uy tín ở Sài Gòn đã chính thức mời anh và em về đó để giảng dạy đó. Đúng vậy hả Xuân? Đúng như vậy, nên em mới lặn lội xuống tới dưới này để nói với anh đó. Như vậy thì may mắn quá. Người ta đã gửi giấy tới để mời anh và em đúng sáng thứ sáu tới ngôi trường kia mình giảng dạy thử mấy giờ đầu tiên. Nếu xong á, họ sẽ nhận ngay. Sao nhanh như vậy, còn bao nhiêu thủ tục? Chuyện đó có người lo rồi, đừng bận tâm làm gì. Ai đã lo lắng cho anh và em, mình phải biết để trả ơn. Vì dưỡng em chớ còn ai vô đây. Vì và dưỡng thật là tốt bụng, lo lắng cho chúng mình tất cả mọi điều. Tâm, Tâm ơi. Anh Tâm, ai vậy? À, chị Hai phải không? À, không à, chị Hai có công việc phải đi Phụng Hiệp rồi. Còn đây là một người chị ở hàng xóm. Chị Hai mượn chị ấy qua đây để coi chừng nhà giùm á. Hình như anh với chị ấy có việc gì xảy ra phải không? Ủa, sao em biết? Thì trên mặt của chị đó có
còn đầm đìa nước mắt kìa. À, cũng không có gì. Chị ấy nhờ anh tìm một gia đình nào khá khá để chị ấy cho con của chị. Chị ấy muốn cho con của chị hả? Phải. Như vậy thì may quá. Dì dượng của em chung sống với nhau đã lâu nhưng mà không có con. Nghe nói hai người định sinh con nuôi đó. Thôi đi. Ai đâu mà đưa mẹ con chị ấy lên tận Sài Gòn. Trời ơi, anh khỏi phải lo chuyện đó. Dì dưỡng của em đi chung với em xuống đây mà. Em nói cái gì? Dì dưỡng của em cũng đi chung với em xuống đây nữa hả? Ừ, dễ gì mà dám để cho đứa cháu cưng đi một mình. Kìa, dì em tới rồi kìa. Dì ơi, dì. À, Xuân. Dạ. Con làm gì mà giống như con lật đật vậy? Dì ơi, cái chị hàng xóm của anh Tâm á, tính cho con của mình kìa. Đứa bé dễ thương lắm dì à. Sao? Con nói sao? Chị ấy muốn cho con của mình à? Dạ, đúng là vậy đó. Không tin dì hỏi anh Tâm á, là dì biết liền à. Dạ đúng, chị ấy muốn cho con của mình. Anh Tâm, đưa em vô nhà. Anh... Không có chị hai ở nhà, em biết tất giác gì đâu. Nhưng anh... Để dì em nói chuyện với chị ấy được rồi. Thôi đi. Tôi nghe cháu gái của tôi và thằng Tâm nói là chị muốn cho con của mình. Có thật như thế không? Tôi muốn chính miệng chị nói ra. Dạ, tôi... Chị cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời ha. Vì ngay lúc này tôi cũng không dám nhận nuôi cháu bé đâu. Tôi phải chờ chồng tôi tới. Có chồng có vợ quyết định sẽ dễ dàng hơn ha. Anh Bình, anh sợ ai ăn thịt ăn cá anh mà rề rề như là không dám bước chân tới đây vậy? Vô đây anh. Ông ấy là chồng của bà. Ủa, bộ hai người có quen với nhau à? Ờ, không. Từ trước tới giờ có khi nào anh đặt chân tới nơi đây đâu mà em nói vậy chứ. Còn chị có biết chồng của tôi không? Ừ, tôi lầm người. Chị lầm chồng tôi với ai? Ờ, với cha của đứa bé này. Mãi lo nói chuyện mà tôi quên hỏi. À, cha của đứa bé đâu mà bỏ mẹ con chị như thế này? Khổ đến nỗi là phải cho luôn con của mình nữa. Ngọc, em nói sao? Cô ấy định cho con của mình à? Chị ơi, hay là cha của đứa bé chết rồi? Không, người ấy đã bỏ mẹ con tôi rồi. Trời ơi, ai mà ác quá vậy? Thấy người ta quê mùa rồi dụ dỗ đến bụng mang dạ chữa rồi bỏ. Tàn nhẫn ghê. Cái thứ người này á, trời không đánh á thì thánh cũng đâm mà. Ngọc, sao em lại nặng lời như thế? Biết đâu người ấy đang gặp một hoàn cảnh khó xử như thế nào đó, nên đành phải nhắm mắt làm ngơ, mặc dù trong lòng họ đang vô cùng đau đớn. Hoàn cảnh khó xử như thế nào cũng vậy, đã gây ra như thế này rồi á thì phải có bổn phận với người ta chứ. Bà ơi, có thể là ông nhà nói đúng. Vì ông nhà cũng là đàn ông nên biết rõ mình sẽ làm gì. Khi gặp phải hoàn cảnh trái ngang kia, một hoàn cảnh buồn hơn nước mắt, suốt mấy năm dài tôi chỉ biết khóc. Rồi hy vọng một mình, rồi dòng trong cô chị đừng có tin như thế, đàn ông mà tôi rành lắm. Gặp được bà đây tôi mới hiểu lòng dạ của con người. Sẽ không còn chờ đợi nữa.
cô ấy phần nào. Chắc chắn là anh sẽ thanh thản trong lòng. Anh Bình, thì vợ chồng tôi xin được đón cháu về nhà và hứa rằng sẽ coi cháu như là con ruột, thì chắc chắn rằng tôi phải suy đi tính lại. Nhưng với ông bà thì tôi bằng lòng chấp nhận trao đứa con thân yêu mà tôi đã dứt ruột sanh thành. Yêu thương con của cô như vậy thì tại sao cô lại quyết định cho con? Vợ chồng tôi không hề ép buộc. Nếu như chị cảm thấy không thể xa con của mình á thì không. Bà ơi, tôi không còn con đường nào chốn lừa. Đấng cay sao cũng cố nuốt ngược vào. Tội nghiệp cho con bé quá. Chị cứ yên tâm, về với vợ chồng tôi thì cuộc đời nó sẽ thay đổi liền à. Chồng của tôi rất yêu thương trẻ con. Còn tôi tin mình đủ sức dạy dỗ nó nên người. Được như thế thì tôi biết ơn ông bà nhiều lắm. Anh Bình. Anh ở đây nói chuyện với chị ấy ha. Nếu chị ấy cần gì á, anh đừng từ chối nghe. Còn em? Em vô trong một chút. Không có chị thằng Tâm ở nhà, để con Xuân nó nấu nướng, chắc nhịn đói hết quá. Em nói sao? Cô ấy không phải là chị của thằng Tâm mà. Không, chị ấy chỉ là người hàng xóm thôi à. Dạ.
Tại sao em lại là người hàng xóm mà không phải là chị của thằng Tâm? Tại sao? Tại sao à? Anh đừng hỏi tại sao. Hay là thằng Tâm nó bắt buộc em làm như thế? Anh đừng hỏi nữa. Chỉ làm cho tôi đau đớn tim tôi. Trời ơi, anh cũng không ngờ chính anh là người mang đến cho em cái nỗi khổ lớn nhất. Thôi, có dài dò mấy thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Dạ, em hãy tát thật mạnh vào mặt anh và mắng chửi rằng mày là một thằng khốn nạn. Không, từ hồi nào tới giờ tôi có dám nặng lời với ai đâu. Có giận trong bụng lắm thì tôi chỉ len len ngồi khóc một mình thôi. Mấy năm qua chắc em đã khóc nhiều lắm. Có ngày nào mà tôi không khóc? Khóc tươi cạn cả dòng nước mắt, rồi trách gần trách xa, trách trời cao xui khiến làm gì. Chưa vui tương phùng đã buồn chia ly. Thể làm cho em vơi bớt một phần nào đau khổ thì em hãy khóc đi, hãy gào khóc thật to lên để những dòng lệ kia cuốn trôi đi bao khổ đau còn sót lại trong đi em để tìm trong tận cùng cay đắng, biết đâu cũng còn sót lại chút hương vị ngọt ngào. Nước mắt ngày xưa là chờ là đợi, cùng nước mắt bây giờ là sụp đổ là tiêu tan. Dạ, tôi anh hiểu được và an ủi tôi như thế này cũng đủ lắm rồi. Dạ ơn, nhưng chúng mình hãy quay về với thực tại, kéo dài hoài không có lợi cho cả hai. Anh Bình, nó là con của anh đó, anh cứu mà nuôi dạy cho nó thành người. Con ơi, ba hứa ba sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm mình đã. Đã trang trải xong nghĩa và tình cảm.
trọn vẹn, tôi yên lòng anh cũng không còn vướng bần chi. Dạ, em đặt con tên gì? Tôi đặt nó tên là Mai. Tôi muốn cuộc đời nó luôn luôn may mắn, đừng giống như cuộc đời của má nó, nhục nhã, ê chề lắm. Mai, bé Mai, con của ba. Đó, chị thấy tôi nói có đúng không? Tánh của chồng tôi rất yêu thương con trẻ. Mới gặp đứa bé lần đầu à, mà anh nâng niu như là con ruột của mình vậy á. Ngọc, em... cơm nước xong chưa mà em ra đây vậy? Không có chị thằng Tâm ở nhà, mình ở lại đây cũng chẳng nói được gì. Em tính về Sài Gòn liền á. Còn đứa bé này? Từ hồi nãy giờ anh nói chuyện với chị ấy, hay là chị ấy đổi ý rồi? Không, chị ấy bằng lòng cho vợ chồng mình đưa đứa bé về Sài Gòn luôn đó em. Được vậy thì tốt quá. Còn con Xuân với thằng Tâm thì sao? Hai đứa nó cũng phải về Sài Gòn luôn. Sáng ngày mốt á là phải đi nhận việc rồi. Đó, anh nghe chưa? Vậy mà còn đòi ở thêm một ngày nữa. Xuân à, em với dì Dượng đi trước đi. Anh căn dặn chị ấy mấy chuyện á rồi, anh đi liền. Chào cô, tôi đi. Chị ơi, nếu chị cần gì á thì chị cứ nói lại với anh Tâm đi, tôi không có từ chối đâu. Anh Tâm, nhanh nhanh nghe chưa? Bé Mai, con của tôi. Chị hai. Tâm ơi, bé Mai nó xa chị thiệt rồi. Chị hai à, chị bình tĩnh lại đi chị hai. Bình tĩnh, làm sao chị có thể bình tĩnh được hả em? Từ đây chị sẽ sống một mình trong ngôi nhà thanh vắng này. Buồn lắm, buồn lắm em biết không? Dù sao thì cũng còn có em. Hơn nữa, đây không phải là lúc chị gào khóc lên như vậy. Vậy thì em muốn chị phải làm gì nữa đây? Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, em không dự tính được điều gì. Phải chi con bé Mai nó về với một gia đình khác thì tốt biết mấy. Đằng này rắc rối, rắc rối lắm. Tâm, nhưng chị... Em không trách chị đâu. Dù sao thì chị cũng đã lỡ dở như vậy rồi. Chị hai, chị phải đám cưới với anh Tâm liền ngay. Tâm, càng sớm càng tốt. Em về Sài Gòn liền để tìm cách lo liệu. Trời ơi, mà anh mới tìm được một chỗ dạy thêm, lương cũng khá lắm. Thôi đi, tất bật suốt cả tuần rồi, chúng mình chỉ có một ngày chủ nhật à. Vậy mà Xuân à, anh cần kiếm thật là nhiều tiền để mua một căn nhà nho nhỏ, đám cưới xong rồi chúng mình ra ở riêng. Tưởng chuyện gì, chuyện đó thì anh không cần phải lo nữa. Em nói sao? Nếu anh không lo thì ai nhảy vô đây lo? Em nè, em sẽ lo cho chúng mình có một căn nhà. Mà không phải nhà nhỏ đâu nghe, nhà lớn đó. Ở đâu mà em kiếm dễ vậy? Thì căn nhà của dì Dượng em đó. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tánh của anh không thích sống chung đụng. Thế nào rồi cũng có chuyện này chuyện nọ xảy ra, khó xử lắm. Trời ơi, anh thiệt có
sống chung đụng với ai đâu mà anh lo xa như vậy chứ. Thì dì dưỡng của em, anh biết là dì dưỡng của em yêu thương em nhiều lắm. Nhưng còn anh, xét cho cùng anh cũng là người ngoài thôi. Anh sợ... Anh yên tâm đi, dì dưỡng em sắp sang Pháp ở luôn với ngoại em rồi. Từ trước tới giờ anh chưa từng nghe dì dưỡng của em có ý định đó. Đúng, nhưng mà kể từ khi mà có con bé Mai á, thì dì dưỡng của em đã có ý định đó và đã lo xong giấy tờ để mà chuẩn bị đi đó. Tại sao như vậy? Đơn giản thôi, tại vì dì dưỡng của em quá yêu thương bé Mai. Dì dưỡng em sợ một ngày nào đó cái người chị hàng xóm như của anh á đòi lại con bé Mai thì sao. Cho nên dì dưỡng em tính vậy cho chắc ăn. Được như thế thì diễm phúc cho chúng mình quá. Diễm phúc cho anh nhưng mà vô phúc cho em. Sao em lại nói như vậy? Không phải thì sao? Mai mốt này nè, thấy người ta có một mình á rồi mặc tình mà ăn hiếp người ta. Thương còn không hết, nói chi cái chuyện ăn hiếp. Thiệt đó. Anh nói thiệt mà. Ổng tin. À, em biết không, trong những năm tháng còn ngồi dưới mái trường đại học, anh cứ cầu mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh. Để làm chi vậy? Thì để chúng ta sớm nên vợ nên chồng, cho thỏa lòng ước mong. Mong ước một ngày được cận kề bên nhau mãi mãi, yêu thương trọn đời, không một giây phút xa. Nè nè, những lời nói của anh trong buổi hôm nay, anh nhớ nha, nhớ là ghi khắc mãi trong tim. Anh sẽ khắc ghi cả hình bóng em trong tim. Chiều em bồng con thơ ra ngoài đầu ngõ hướng mắt
đợi ba nó đi về. Mồ hôi lâm tâm trên lưng nhưng anh vẫn nở nụ cười. Em ôm con vào lòng khe khẽ nói, ba của con là sẽ làm tất cả để những ước mơ kia thành sự thật trong nay mai. Em cũng sẽ chung tay góp sức tạo dựng cho chúng mình một khoảng trời riêng. Xuân ơi, từ cái buổi đầu tiên gặp gỡ, anh biết đời mình không thể sống thiếu em. Rồi trải qua mấy năm dài gần gũi, đành nhận của em biết bao nghĩa ơn. Ơn nghĩa đó chưa có đền đáp được thì bây giờ lại tiếp tục nhận thêm. Anh cảm thấy mình đang mang một gánh nặng, không biết rồi đây phải trang trải thế nào. Đã yêu nhau rồi mà còn chắn làm vậy rồi. Chỉ cần có bao nhiêu đó là đủ rồi. Thôi bây giờ em đi chợ nha, tự tay em sẽ nấu nướng một vài món, trưa nay tụi mình sáng cơm với nhau. Đồng ý liền. Vậy ha. Em đi nha anh. Mình cứ tưởng con bé Mai nó về với gia đình đó sẽ rắc rối cho mình, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến như vậy. Tâm. Chị hai, có chuyện gì mà chị lặn lội lên tới trên này vậy? Chị đi mua sắm chút ít đồ đạc để chuẩn bị cho ngày cưới của chị. Cần cái gì thì chị cứ viết thơ gửi lên đây cho em biết, em sẽ mua sắm đầy đủ gửi về dưới cho chị. Sẵn lúc này rảnh rỗi, giả lại chị cũng muốn đi Sài Gòn một chuyến. Trước là mua sắm chút ít đồ đạc, sau đó là để hỏi thăm bé Mai dạo này ra sao. Con bé Mai nó sung sướng lắm, dì dưỡng của Sương cưng nó như trứng, hứng nó như hoa. Được như vậy thì may mắn cho cuộc đời nó quá. May mắn cho nó và may mắn luôn cho cả em nữa nè. Có chuyện gì mà em vui quá vậy? Không vui sao được. Em cứ ngỡ là con bé Mai về với gia đình đó là một điềm xấu cho em. Không ngờ cuối cùng lại tốt đẹp đến nỗi em không thể nào tưởng tượng ra được. Em nói em vậy nghĩa là sao? Người ta lo sợ một ngày nào đó chị sẽ đòi lại con bé Mai, cho nên người ta quyết định đưa con bé Mai sang Pháp sống luôn. Thì ra là vì chuyện này mà em vui đến như vậy à? Đúng, dì dưỡng của Xuân đi rồi, ở lại nơi này chỉ còn em với Xuân thôi. Như thế có nghĩa là không ai đe dọa tình yêu và hôn nhân của tụi em nữa. Tâm mà, nếu như vậy thì em có thể cho chị gặp bé Mai được không em? Không, không được đâu chị hai à. Một lần thôi mà, chỉ một lần này thôi. Biết đâu suốt cuộc đời này chị sẽ không còn gặp lại nó nữa. Chị hai, mọi chuyện đang có chiều hướng tốt đẹp, chị đừng làm cho nó xấu đi. Chị chỉ xin gặp bé Mai một lần, chị hứa chị...
chị hứa sẽ không để xảy ra điều gì. Chuyện đời làm sao mà biết trước được, mình ngăn ngừa có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu mà em cấm cản như vậy thì rất là tội nghiệp cho chị. Vì không tình cảm nào bằng tình cảm mẹ con. Chị hai à, chị hãy cố mà chịu đựng, rồi đây em sẽ bù đắp lại cả những hy sinh mất mát mà chị đã gánh lấy từ bấy lâu nay. Chị chỉ cần gặp bé Mai một lần, coi như em đã bù đắp cho chị xong. Thôi, chị đừng nài nỉ làm gì, em nhất định rồi, không thể được đâu. Tâm, chị lại em mà, em cho chị gặp bé Mai một lần nghe Tâm. Đã nói rồi, chị đừng có nài nỉ nữa mà. Anh Tâm, chuyện đó có gì đâu mà anh làm khó chị ấy như vậy chứ. Sưng à, nhưng nếu như chị ấy có ý gì xấu á, thì chị ấy đã đến thẳng nhà dì dưỡng của em rồi, cần gì mà xin xỏ anh chi cho mắt công. Nhưng nhưng dì dưỡng của em không thích chị ấy tiếp xúc với con bé Mai đâu. Dạo này dì dưỡng của em bận lắm, suốt ngày cứ tất bật đi lo ba cái vụ giấy tờ xuất cảnh. Chỉ có bà vú với bé Mai ở nhà thôi à. Nhưng nếu như... Thôi, sao anh cản hoài vậy? Biết đâu chị ấy chỉ được gặp mặt bé Mai lần này thôi. Chị đi với tôi. Ê, quên. Anh à, anh lặt sẵn bó rau muống đi nha. Chút nữa em quay lại. Mình đi chị. Bé Mai nó ngủ rồi, để tôi kêu nó thức dậy cho chị nói chuyện ha. Thôi cô, cứ để cho nó ngủ đi. Tôi chỉ cần đứng nơi này nhìn nó một lúc á, là đầy đủ lắm rồi. Ừ, vậy cũng được. À, nhưng chị nhớ là đúng một tiếng đồng hồ sau, tôi với anh Tâm chờ chị ở quán cà phê đối diện cái ngôi nhà này nha. Tôi nhớ mà. Bây giờ chị cứ tự nhiên đi ha. Lẫn với bao nhiêu lời ru mộc mạc. Con hãy ngủ đi con, như ngày xưa mà ru con ngủ bằng tất cả yêu thương mà dành cho cuộc đời của con. Lời ru thật đơn sơ mà chất chưa biết bao ân tình, nghe mặn nồng thiết tha, nghe da diết tận trái tim mình. Mai, sẽ hát lại bài hát ngày xưa để ru hồn con chìm sâu vào giấc ngủ. Những lời hát thân thương mà suốt mấy tháng qua mà âm thầm khao khát, mà ước ao sao được một lần hát lại để nỗi nhớ thương vơi bớt trong lòng. Tuy con đã đi xa nhưng những hình ảnh xưa vẫn còn mặn hiện nơi quê nhà, mà nghe như có tiếng ai trong góc bếp và những bước
còn in đậm mơ dấu chân thơ dài. Con đường đó ngày nào có con có mẹ, giờ chỉ còn mơ lặng lẽ khóc một mình. Hôm qua tình cờ nghe người hàng xóm cất tiếng ru mà chợt nhớ xa xôi, cũng lời ru đó trong những đêm mưa dầm thâm bại. Ngồi cạnh bên con mà trời sáng lúc nào mà cùng không hay. Dí dòng cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc léo gặp gần khô. Mặt tại nơi đây khó khăn lắm tôi mới tới được nơi này. Nếu anh đoán không sai thì em tới đây gặp anh để nói với anh về chuyện lá thư anh mới gửi cho em. Phải, nhưng trước tiên là tôi muốn thăm con bé Mai lần cuối, sau đó tôi gặp anh để xin anh đừng làm như vậy. Anh đã quyết định rồi. Trước khi anh ra đi, anh sẽ vạch mặt thằng Tâm để cho mọi người biết. Anh Bình, như vậy thì có ích lợi gì đâu, chỉ làm cho mọi chuyện khó xử thêm thôi. Dạ, nó đã đối xử với em như thế, vậy mà em vẫn còn binh vực cho nó sao? Nói cách nào thì tôi với anh vẫn là người có tội. Nếu chúng ta đừng gây ra thì chắc chắn thằng Tâm nó sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu. Nhưng em là chị của nó, đúng ra là nó phải chia sẻ cùng em. Đằng này nó còn đào sâu thêm nỗi khổ của một người chị đã từng chịu đựng và hy sinh cả cuộc đời mình. Không một chút đắn đo hay than trách điều chi, cho đến ngày hôm nay nó có sự nghiệp đàng hoàng. Nó đáp lại công ơn ngày nào bằng việc làm hết sức nhẫn tâm. Tôi đã trót hy sinh xuống. Tôi trời cao đã an bài, tôi chấp nhận đau buồn không cần ai thương xót. Anh cũng không biết nói gì với em, hãy để tất cả bình yên đừng khơi lại làm chi.
dẫn thằng Tâm hơn. Anh Bình, tôi xin anh mà. Không, anh phải vạch bộ mặt của nó ra, để sau này nó không còn đối xử với em tàn nhẫn như thế nữa. Anh Bình, tôi lại anh mà. Dạ ơi, tâm hồn của em hiền lành như vậy, thì tại sao ông trời lại bắt em phải khổ như thế này chứ? Dạ. Anh Bình. Ngọc, em. Anh không cần phải nói thêm một lời nào nữa. Dạ thưa bà, tôi. Thì ra là chị. Trời ơi, hai người chỉ mới gặp nhau có một lần thôi, không lẽ tình cảm lại nồng nàn đến như thế sao? Ngọc ơi, em hãy tha lỗi cho anh. Anh và cô ấy đã. Không, bà ơi, tội này chính tôi là người đã gây ra. Anh Bình, Tại anh hay là do chị ấy? Nhưng thôi, ai cũng vậy, cũng làm vụng vỡ bao nhiêu giấc mộng. Vẫn còn nằm im trong trái tim, những giấc mộng ngày nào như sương khói bên trời, như cơn gió thoảng, như áng mây trôi. Xa xôi dịu vời, biết tìm nơi đâu, ở nơi đâu. Nhưng còn tìm làm chi, chỉ chất nặng thêm sầu. Bà ơi, tôi xin bà đừng quá đau đớn. Tôi sẽ ra đi ngay tức khắc. Và tôi xin hứa, tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa đâu. Chỉ có đi hay ở lại, cũng không thể nào bôi xóa được những hình ảnh mà tôi vừa bắt gặp. Ngọc. Còn anh Bình ơi, dối vàng phủi sạch tất cả những hạnh phúc mà tôi đã chắc chiêu gây dựng suốt mấy năm dài. Nếu cần thì cả hai nắm tay nhau đi tới một phương nào, nhưng nhớ là phải ra đi vĩnh viễn. Lần đầu tiên đối diện với đắng cay, tôi cứ tưởng mình không thể nào sống nổi. Nhưng thà chết đi còn cảm thấy thanh thản, sống làm chi khi tất cả đã sụp đổ dưới chân mình. Tôi không ngờ sự có mặt của tôi đình ông bà một tai họa. Anh cũng không biết phải nói gì với em để em hiểu được những điều anh đang mang nặng trong lòng. Ngọc à, thôi, tốt nhất là anh đừng nói gì thêm nữa, cứ làm theo những điều tôi vừa nói ra. Nhưng nếu hai người không đủ can đảm, thì tôi xin chấp nhận làm kẻ ra đi. Rồi cũng phải giải quyết như vậy, không còn cách nào để chọn lựa khác hơn. Cuối cùng rồi cũng phải cách biệt, vì tôi không muốn làm kẻ thứ ba đứng bên cuộc tình. Đó là những lời chân thành nhất được nói ra từ tận đáy lòng. Hạnh phúc, và tôi cũng
đừng. Ngọc, em trước lúc ra đi, tôi nói cho hai người biết, tôi thù, tôi hận hai người đến suốt cuộc đời này. Ba, ba ơi, ba. Ngọc, đó, chị thấy chưa? Tôi đã cấm chị tới đây rồi, vậy mà một hai chị vẫn đòi tới cho bằng được. Bây giờ gia đình của người ta tan nát hết rồi đó, chị vừa lòng chị chưa? Tâm, câm miệng lại đi. Tôi không ngờ chị cũng có cái thói trăng hoa đó nữa, thật ghê tởm mà. Không, không phải như vậy. Chị đừng nói thêm một lời nào nữa, chị đi khỏi nơi này ngay. Đi. Tâm, Dượng, con biết mọi chuyện là do chị ấy gây ra. Còn Dượng, Dượng không hề có lỗi gì cả. Tại sao cậu dám khẳng định như thế chứ? Con biết Dượng là người đàng hoàng. Hơn nữa, Dượng cũng từng là một ông thầy giáo. Dượng cũng từng dạy dỗ học sinh của mình phải biết sống ra sao. Còn cậu, thường ngày thì cậu dạy học sinh cậu những gì? Dạ, thì con cũng phải dạy chúng sống thế nào cho có nghĩa, có nhân. Vậy mà cậu lại làm một tên bất nhân bất nghĩa, sống không một chút tình, sẵn sàng tàn nhẫn với những người thân để giữ gìn hạnh phúc của riêng mình. Dượng, Dượng nói gì mà con chưa hiểu được? Con nghĩ là con không có sai trái chuyện gì, thì tại sao Dượng lại quá nặng lời? Có lẽ là Dượng đã lầm lẫn điều chi? Tôi khuyên cậu hãy lật ngay cái mặt nạ đã che đậy cho cậu từ lâu lắm rồi, để ai ai cũng tưởng cậu là người hiền lành, nhưng thật sự là một kẻ vô lương tâm. Chuyện gì cũng phải có chứng cớ. Nếu như cậu thật sự đang cần, con rất cần để làm sáng tỏ ra, vậy thì chắc chắn sẽ có liền. Dượng nói đi, con đang chờ đợi. Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi cậu một đôi điều. Con hứa sẽ không giấu giếm chuyện gì, chỉ mong rằng sau này Dượng sẽ hiểu con hơn. Người đàn bà vừa bị cậu xí nhục dường như có liên hệ gì với cậu? Đó chỉ là một người chị hàng xóm, người dân nước lạ chứ có liên hệ gì đâu. Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng cớ rồi, tôi không cần nói với cậu thêm chi. Cậu xây dựng hạnh phúc bằng nước mắt của chị mình, thật là đế hèn, không đáng mặt đàn ông. Dượng, con... Tôi cũng không hiểu sao cậu lại nỡ ruồng bỏ một người chị đã dắt cạn mồ hôi của mình để nuôi dưỡng cho cậu nên người. Dượng à, con... Chắc chắn là cậu không còn chuyện gì để nói với tôi đâu. Bây giờ, tốt nhất là cậu hãy tìm một nơi thanh vắng, tự mình đối diện với lương tâm của mình đi. Chị hai, tất cả lỗi tại chị hết. Sao chị thay đổi nhanh thế? Chị có gì thay đổi đâu em. Tôi cũng không ngờ, từ một cô gái quê mùa mộc mạc, chị biến thành một người đàn bà lẳng lơ từ lúc nào vậy? Tâm, em đã hiểu lầm chị rồi. Tôi hiểu lầm chị. Con người đàn ông mà chị vừa kề vai cả giấy lúc nãy đã hiểu đúng về chị phải không? Tâm, chị... Trời ơi, hèn gì
tất cả những chuyện mà tôi cố tình giấu giếm suốt mấy năm qua, chị đã nói cho ông ta biết tường tận. Chắc chắn rằng trong cái giây phút đắm đuối mê say, vì quá ngất ngây nên chị cầm lòng không được. Chị nói hết chuyện ngày xưa cho tới chuyện ngày nay. Chị xin thề không hề có chuyện đó xảy ra. Chị thương em mình làm gì mà thương người ta. Đời của chị chỉ có một tâm niệm, hy sinh cho em đến ngày chị nhắm mắt xuôi tay. Tôi cũng rất cảm ơn sự hy sinh kia, nhưng từ bây giờ tôi chẳng cần nữa đâu. Tâm, tôi mong rằng chị cũng đừng quá nhọc công. Tâm, sao em lại đừng nói như vậy với chị? Vì tôi muốn chúng mình phải dứt khoát cho xong. Kể từ hôm nay hãy coi nhau như xa lạ. Tâm ơi, đời của chị vô cùng cô độc. Em bỏ chị rồi chị biết sống với ai? Chị sống với ai tôi không cần biết. Tâm, kể từ hôm nay tôi không muốn gặp mặt chị dù chỉ một giây một phút. Vì những việc làm vừa rồi của chị đã khiến cho tôi như điên như loạn. Tôi muốn giết chết chị đi để thỏa cơn tức giận trong lòng. Tại sao trời cao lại bắt chúng ta là cốt nhục thâm tình? Chỉ tôi với chị không là thâm tình cốt nhục thì chắc chắn rằng không có buổi gặp gỡ hôm nay. Chỉ vì một chút đắm đuối mê say, chị đã làm đổ vỡ những gì tôi gầy dựng, những gì mà tôi đã nhọc công suốt mấy năm dài, vội vàng mất đi trong một giây một phút. Một ngày nào đó rồi em cũng sẽ hiểu được chị thôi. Hiểu hay không đâu còn ý nghĩa, tất cả giờ đấy đã an bài rồi. Thôi, chị hãy mau quay về nơi quê cũ, tiếp tục cuộc sống như cái thuở nào. Đừng bận tâm chi đến đứa em từng chia sẻ ngọt ngào. Này có ai hỏi đến nó, chị cứ nói rằng nó đã chết từ lâu, chết ở một phương trời xa xôi nào đó, chết trong ngậm ngùi, trong tức tưởi xót xa, vì người giết nó là một người thân thuộc, chị ruột của mình với ai đâu. Quan cho chị lắm Tâm ơi. Chị đi đi. Tâm, chị đi đi. Tâm, đi đi. Không có gặp anh chị nữa. Tâm, Tâm ơi, chị chết mất Tâm ơi. Thank you.
Khi người ta đã muốn tìm thì dù ở bất cứ nơi nào người ta cũng sẽ tìm tới được. Nhưng anh còn tìm tôi để làm gì nữa? Để nói cho em biết một câu chuyện mà anh đã giấu kín trong lòng suốt mấy năm qua. Bây giờ chúng ta không còn gì với nhau đâu mà nói. Chính vì vậy mà anh càng muốn nói, để lúc xa nhau không còn điều gì nặng trĩu ở trong lòng. Thôi được rồi, mình cứ coi đây là lần gặp gỡ sau cuối. Nếu còn điều gì dai dứt thì nói hết ra đi. Ngọc ơi, suốt mấy năm qua, trong lúc anh đang sống giữa chăn êm nệm ấm, thì có một người đàn bà ở một phương xa ôm con thơ mòn mỏi đỡ chờ, nhưng người ra đi cũng không một lần trở lại. Người đàn bà đó là ai mà giọng nói của anh lại buồn đến như vậy? Là má của con bé Mai, một người đàn bà bất hạnh đã trao trọn cho anh cả một đời con gái trinh. Để vượt qua vậy mà tuyệt vọng còn kéo dài thêm tuyệt vọng, khi quyết định phải lìa xa nấm ruột mà mình đã mang nặng đè đau trong nước mắt đợi chờ. Nói vậy không phải hai người định mượn con bé Mai để làm sợi dây liên hệ với nhau à? Nếu người đàn bà đó tầm thường như vậy, chắc chắn rằng anh sẽ không sai sức như thế đâu Ngọc à. Vậy thì nguyên cớ gì phải cho con mà lại cho anh chứ không phải một người nào khác? Một sự vô tình không giải thích được, có lẽ trời cao đã sắp đặt thế kia cho chiếc lá xanh về với nguồn cội. Nguyên cơ do đâu mà phải cho con
gì cũng tại gia đình chúng ta. Chính thằng Tâm, thằng Tâm đã bắt buộc cô ấy phải làm như vậy. Thằng Tâm thì có dính líu gì đến chị ta? Thằng Tâm chính là em ruột của cô ấy. Thằng Tâm nó sợ em biết được nó có một người chị không chồng mà có con, cho nên nó bắt buộc cô ấy phải làm như thế. Trời ơi, sự thật là thế nào? Còn tại sao con bé Mai nó về với chúng ta? Hôm đó cũng có em chứng kiến. Vô tình hay định mệnh, tùy em hiểu. Sau khi cho con rồi, chị ấy còn muốn gì mà định đi tìm anh nữa? Lỗi đó là do anh. Anh đã viết một lá thư nói cho cô ấy biết chúng mình sắp đưa bé Mai sang Pháp sống. Nhưng trước khi đi, anh sẽ vạch mặt thằng Tâm cho mọi người thấy. Chính vì lá thư đó mà chị ấy đến tìm anh à? Đúng. Trước là để thăm con bé Mai một lần sau cuối. Sau đó, cô ấy xin anh hãy để tất cả được bình yên, đừng khơi lại làm chi, chỉ khó xử cho nhau thôi. Quá xúc động trước tâm lòng nhân hậu của cô ấy, anh đã ôm cô ấy vào lòng theo bản năng của một người đàn ông. Dượng, Dượng ơi, câu chuyện Dượng vừa nói ra với dì là sự thật phải không? Đúng. Nhưng tại sao hôm nay cậu lại quan tâm tới chị của cậu đến như vậy? Nếu đó là sự thật thì con có lỗi với chị con nhiều lắm. Cậu ăn năn muộn quá. Nhưng thôi, dù muộn nhưng vẫn còn tốt hơn không. Bây giờ cậu muốn nói gì? Cậu nên nói với chị của cậu. Chị Hai ơi, chị hãy tha thứ cho em. Chị Hai ơi, chị Hai tha thứ cho em. Chị Hai ơi. Anh Tâm, bình tĩnh lại đi anh. Anh Tâm. Ngọc, những điều anh muốn nói anh đã nói hết rồi. Bây giờ tùy em quyết định. Em quyết định thế nào anh chấp nhận thế đó. Còn cái này, chút nữa là anh đã quên đưa cho em rồi. Gì đây? Thiệp cưới. Hôm đó cô ấy cũng dự định sẽ gửi cái thiệp cưới này cho chúng mình, nhưng đã xảy ra chuyện nên cô ấy quên luôn. Trong lúc hốt hoảng bỏ đi, cô ấy đánh rơi lại. Cô ấy sắp có chồng rồi. Bình ảnh nói đúng, mình chỉ đau khổ một, còn chị ta đau khổ gấp muôn vạn lần. Một thằng em khốn nạn nhất trên đời này mà. Anh Tâm, anh có tự hành hạ mình mấy thì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi Tâm à. Không, anh phải tự hành hạ mình. Tâm, hành hạ đến khi nào không còn sống nổi mới đáng tội anh. Giây phút này đây,
thương cầu xin hai tiếng thứ tha bằng tất cả chân thành. Em tin rằng chị hai sẽ mở rộng vòng tay để ôm chặt anh vào lòng, khóc thật to để đưa cả hai trở về kỷ niệm. Kỷ niệm ngày xưa sẽ vui xóa hết những tội lỗi ngày nay mà anh đã trót lỡ lầm. Đúng rồi, chị hai thương anh nhiều lắm. Chị hai sẽ tha thứ hết cho anh, phải không Xuân? Phải, chị hai sẽ tha thứ cho anh và vẫn yêu thương anh như những ngày mà hai chị em vẫn còn ở dưới quê. Chị hai ơi, em sẽ trở về quê cũ, em sẽ quỳ dưới chân chị suốt cả đêm. Em sẽ không như chưa từng được khóc để chị ngã té, máu ra ướt đẫm cả bàn chân. Vậy mà chị đâu hay đâu biết, cứ lo hỏi em mình em có đau không. Chị hai của anh tốt quá, khó có thể tìm được một người chị nào như vậy. Phải, chị hai của anh tốt, tốt lắm, tốt nhất trên đời này đó Xuân Hà. Anh Tâm, bây giờ anh về quê ngay đi, đừng có chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa. Anh sẽ về quê liền, anh sẽ về quê liền. Anh Tâm, ít ngày nữa em xuống dưới nha. Anh Tâm, thuốc này rồi cố mà ăn chút cháo cho khỏe. Anh Tâm, tôi ăn không vô. Ăn không vô cũng phải ráng. Dạ đã nhịn đói mấy ngày rồi, như vậy thì làm sao mà sống nổi. Chỉ cần thằng Tâm về đây, tôi sẽ khỏe ngay, tôi sẽ hết bệnh liền. Thằng Tâm nó... Anh Tám à, anh đi Sài Gòn có gặp được nó không? Mà từ chiều hôm qua tới giờ tôi không nghe anh nói gì hết vậy. Có, tôi có gặp nó. Anh có nói với nó là tôi mệt lắm không? Có. Nó có chịu về đây thăm tôi không anh Tám? Không, nó không chịu về đây nữa. Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao thì giả biết rõ hơn tôi mà. Anh Tám, anh muốn nói gì thì anh cứ nói ra đi. Tôi định chờ giả khỏe khỏe lại rồi tôi mới nói. Nhưng sẵn giả hỏi thì tôi cũng nói ra luôn.
từ trước tới nay tôi đâu có đối xử tệ với dạ. Vậy mà dạ nỡ lòng nào đi gian dưa với người đàn ông kia, trong khi chúng mình đã sắp thành hôn. Nếu như mọi người biết được câu chuyện kia, tôi bước ra đường còn dám nhìn ai? Anh Tám, anh cũng tin chuyện này có thật. Chẳng lẽ thằng Tâm lại nói xấu chị mình? Thằng Tâm nó cũng đã lầm rồi. Không, tôi tin rằng nó không lầm đâu. Nghĩa là anh không tin tôi? Cũng có tin, nên mới tính chuyện vợ chồng. Nhưng giờ đây thì lòng bồng thấy nghi ngờ. Biết nói gì để anh hiểu được, đời tôi sao lắm trái ngang. Nói gần nói xa cũng không qua nói thiệt. Nếu như dạ kê tôi quê mùa dốt nát, thì tôi xin rút lại lời cầu hôn để em được tự do mà chọn lựa cho mình. Tôi biết tôi là phần gối rôm nên không còn dám đeo bông. Thà quay về với kiếp tay bùng chân lắm, tiếp tục cuộc đời một nắng hai sương, không bao giờ còn dám nghĩ tới chuyện yêu thương. Tưởng ngọt ngào nhưng thật ra quá nhiều chua chát, cho nên hôm nay phải dứt khoát một lần, để sau này không còn điều chi hối tiếc. Chấp nhận lời cầu hôn của anh, tức là tôi đã quyết định trao trọn cuộc đời mình cho anh rồi. Vậy thì tại sao dạ lại còn làm cái chuyện tác tệ đó nữa? Anh Tám, thôi, dạ càng nói tôi càng thêm tức. Rồi có những lời nặng nhẹ có nghe, tôi muốn mình chia tay mà không chút phiền muộn. Không một ai phải căng đắng chuyện gì, và vẫn coi nhau như hàng xóm láng giềng. Để tránh xa những tiếng đời dị nghị, kẻ nói này còn người sẽ nói kia. Để bước ra đường tôi vẫn ngẩng cao mặt, còn giá cũng không phải cúi đầu mà đi. Vì xét cho cùng nếu tôi có xấu hổ, chắc chắn rằng giá cũng chẳng đẹp chi. Anh Tám, từ chiều hôm qua tới giờ tôi thấy ấm ức lắm, nhưng đã nói ra được những điều này rồi, lòng mới cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút. Nhưng anh đã... Thôi, bây giờ tôi phải về liền, vì có nhiều việc phải làm lắm. Mai mốt gì đó, Nếu có rảnh thì tôi chạy qua đây. Anh Tám, thank you.
Ngay lúc này có thằng Tâm ở bên cạnh. Có lẽ là tôi sẽ rơi bớt cô đơn hiu quạnh. Tâm ơi, tại sao giờ này mà em vẫn chưa về tới? Chị hai ơi, chị hai ơi, em về rồi nè. Chị hai ơi, chị đâu rồi? Chị hai, chị hai, chị hai, trời, chị làm sao vậy hả chị hai? Chị hai, tỉnh lại đi chị hai. Chị hai, ai đó chị ơi? Thằng Tâm, em về nè chị hai. Thằng Tâm về phải không? Phải, em là thằng Tâm đây, em là em của chị, em về với chị nè chị hai. Chị biết mà, chị biết em của chị không có bỏ chị đâu mà. Phải, em không bỏ chị đâu. Em về với chị, em sẽ ở bên cạnh chị mãi mãi nghe chị hai. Tâm, vậy là em không còn hờn giận chị nữa sao em? Chị hai, em mới là người đáng bị hờn bị giận. Còn chị đã sống như thế đó thì làm sao ai có thể hờn giận chị được? Tâm ơi, chị đã mỏi mòn chờ đợi. Câu nói này của em lâu lắm rồi. Đúng ra em phải nói câu nói này với chị từ lâu lắm. Đợi tới bây giờ nó còn ý nghĩa gì đâu. Tâm ơi, nhưng đối với chị thì nó vô cùng quý giá. Vì câu nói đó đã cho chị biết rằng chị vẫn còn có người thân trong đời, để mình không thấy lạc lõng bơ vơ. Một thân yêu hoành giữa chốn hoành yêu, lòng khắc khoải khi nghe gió heo mai mang về đây những cơn mưa đầu mùa. Gì mà chỉ trân trọng đến thế
đôi bóng mù u mà má đã cho chị trong cái ngày chị vừa tròn 18 tuổi. Nay chị trao lại cho em coi như là quà mừng đám cưới. Tuy nó đơn sơ nhưng rất sâu nặng thâm tình. Giờ chị nói gì mà giống y như là trăn trối vậy chị hai? Thì em cứ coi như chị đang trăn trối. Chị sợ rằng không kịp nói những điều này với em. Chị hai, chị đừng nói thế. Chị đừng nói như thế mà. Tâm ơi, giờ đây chỉ có chết, chỉ cũng đã mặn nguyện lắm rồi. Không, không, chị không thể nào chết. Chị chết rồi làm sao em chuộc được lỗi lầm của mình gây ra? Tâm ơi, chị tha thứ cho em hết. Chị tha thứ cho em hơn. Chị không trách em đâu. Tâm ơi, chị thương em lắm. Để em lo cho chị nghe chị hai. Chị hai, chị hai ơi, chị chết của em rồi, chị hai ơi, chị hai, chị hai ơi. Ha ha ha.
điều gì đó. Tới lúc hiểu ra thì tất cả đã muộn màng rồi. Dạ ơi, bao nhiêu niềm hối hận cứ dằn vặt mãi trong lòng tôi. Ước mơ sao được gặp già một lần, để chính tay mình nghe tiếng thư tha. Xuống lại má con đi. Ngọc, sẵn đây em lấy lá thơ của dạ ra em đọc luôn đi, để coi dạ muốn nhắn gửi gì với vợ chồng mình. Anh Bình, anh đọc đi. Ngọc à, anh biết ý của dạ muốn em đọc lá thơ này. Ừ, nếu vậy thì em sẽ đọc. Gửi ông bà, khi ông bà đọc được những dòng chữ này thì tôi đã nằm sâu dưới lòng đất. Vậy thì kính xin ông bà hãy coi đây là những lời trăn trối sau cùng của một người sắp sửa lìa đời. Mong ông bà đừng phụ lại những lời trăn trối ấy, để cho tôi được thanh thản nơi chốn suối vàng. Kính ông bà, đối với bé Mai thì ông bà đã thương yêu và lo lắng rất chu toàn. Tôi cũng không biết lấy gì để đền đáp lại công ơn to lớn kia. Còn thằng Tâm, chỉ vì sợ mất cô Xuân nên nó mới hành động như vậy. Nhưng cái hành động đó chỉ làm tổn thương một mình tôi thôi. Tôi bằng lòng chấp nhận tất cả để mọi người còn lại được bình yên. Tôi xin ông bà đừng chia cách tình cảm nó với cô Xuân. Nếu như thế thì nó sẽ buồn lắm. Còn tôi cũng chẳng được vui. Tôi xin ông bà hãy giúp cho nó với cô Xuân tròn mộng ước, cũng như giúp cho tôi hoàn thành cái tâm niệm sau cùng trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Anh Bình, chị ấy... Ngọc, em đừng quá xúc động, hãy đọc tiếp đi. Nhưng không còn gì bâng khuâng, tôi sẽ ra đi không hề nuối tiếc chi. Từ nay nơi cuối chân trời
Đọc những dòng chữ này, em không thể nào dằn được niềm xúc động đang nghẹn nghẹn trong trái tim. Ngọc ơi, anh có khác gì em đâu. Cuộc đời đầy phong ba, hãy làm đúng theo những lời trăn trối của dạ em à. Trúc tâm tư với ông bà, cầu xin hãy xót thương tôi một lần sau cuối, để lỡ tâm niệm sau cùng của tôi. Kính xin ông bà thương giùm mà lo. Sẽ thay thế chị lo lắng chu toàn tất cả, để những khổ đau dần dần chìm sâu vào quên lãng, để kẻ ra đi và người ở lại đều được thanh thản trong lòng. Sẽ hiểu được rồi đấy, tôi sẽ đối với chị ra sao. Đồng là phận đàn bà con gái với nhau, nhưng tôi với chị hai cuộc đời trái ngược. Tôi thì được tận hưởng quá nhiều hạnh phúc, còn chị phải ngậm đắng nuốt cay gần suốt. Những lời nói vừa rồi của em chắc chắn là dạ sẽ vui lòng lắm. Anh Bình, nhưng phải chi? Thì mọi chuyện đã an bài rồi. Anh Bình, Ngọc. Cuối cùng rồi em cũng hiểu được dạ, dạ đã coi dạ như một người. Cuộc sống để em với chị ấy một lần bên nhau, em sẽ trút cạn những gì chưa kịp nói, đang nằm ngổn ngang trăm mối trong lòng. Thôi thì mình cứ dưỡng nuôi hy vọng rằng cuộc đời này có kiếp sau, để cầu chúc cho già gặp nhiều mà đáp lại đau buồn mà kiếp này đã vương mang. Anh Bình, Ngọc, gì Dương? À Xuân à, con với thằng Tâm chuẩn bị theo dì về Sài Gòn luôn. Thưa dì, nhưng Tâm, chuyện cũ coi như bỏ qua hết. Cậu và Xuân hãy trở về Sài Gòn để tiếp tục công việc của mình. Thưa Dượng, thưa dì, chắc con không đi Sài Gòn nữa đâu. Anh Tâm, sao vậy? Xuân ơi, anh sẽ ở lại nơi này để chăm sóc mộ phần cho chị hai. Khi chị hai còn sống, anh đã làm quá nhiều điều bất nghĩa đối với chị hai. Bây giờ chị hai không còn nữa, anh phải luôn luôn ở bên cạnh chị hai để chuộc lại lỗi lầm.
Cậu Tâm, cậu đừng làm như vậy. Anh Tám, cậu làm như vậy chỉ khiến cho hương hồn của Dạ buồn thêm. Khi Dạ còn sống, Dạ chỉ có một mong muốn duy nhất là nhìn thấy cậu có công danh sự nghiệp bằng với người ta. Anh Tám, nhưng... Cậu yên lòng, tôi sẽ thay thế cậu chăm sóc mộ phần của Dạ. Ít nhiều gì tôi cũng có lỗi với Dạ. Tôi cũng muốn làm một chút gì đó để lòng mình bớt xốn xang. Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cộng công, hàng cầu dưới nắng trong lá trầu khô. Chỉ tôi trong dễ thương bán rau chờ cầu đồng mối à, chỉ chưa muốn lấy chồng. Xa cách xa tôi chưa về làng quê thơ.